Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Toàn Meter. Anh em biết đấy, Triệu Mục Thần là nhân vật đóng vai trò trọng yếu trong Nguyên Tôn của tác giả Thiên Tầm Thổ Động. Bí danh là Thôn Phệ Chi Thần, là người của vạn thổ vực, Nguyên Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ Bảng, Thần Phủ Cảnh Đệ Nhất Nhân, chính thức xuất hiện sau khi nhân vật chính Chu Nguyên giành được tứ cát tổng các chủ. Ok, và cái ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một số thông tin về Triệu Mục Thần này nhé. Trước khi đi vào chủ đề cái ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Đầu tiên là một số thông tin cơ bản. Tên đầy đủ là Triệu Mục Thần, bí danh khác là Thôn Phệ Chi Thần. Về tuổi thì không rõ, giới tính là nam, tu vi là chuẩn thần. Bằng hữu là Chu Nguyên, Tô Ấu Vi, Võ Giao, địch nhân là Thánh Độc, Vương Huyền Dương. Về tướng mạo nhân dạng của Triệu Mục Thần, Triệu Mục Thần có thân hình cao và gầy, khuôn mặt của anh ta trông như là thể được chạm khắc bởi một con dao, với đôi lông mày xếch hơi dày, được đặt một cách đẹp đẽ như những thanh kiếm phía trên đôi mắt sáng ngời của anh ta. Giữa hai hàng lông mày của anh ta có một dấu ấn hoa sen, khiến cho anh ta có một chút khí chất thần bí. Về khả năng sức mạnh và năng lực của Triệu Mục Thần, về khí vận là Thao Chi vận mệnh. Tương truyền thiên địa sơ sinh, có một tiên thiên thánh thú tên là Tổ Thao, mà Thao Chi vận mệnh giống như là Tổ Thao, lúc mới sinh yếu ớt lại có thể cắn nuốt số mệnh của người khác, thậm chí là hoàn chỉnh thôn phệ người khác từng bước tăng trưởng bản thân. Nhưng khi gặp phải Thôn Thôn sẽ tạm thời thất bại. Về thượng phẩm thiên nguyên thuật thì có Cửu Linh Phá Hồn Toa, chiêu dẫn vô cùng vô tận nguyên khí ngưng tụ thành một đạo nguyên khí hồn toa, tập trung địch nhân, càng là đối với thần hồn tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Các tiểu thánh thuật thì cùng có, đầu tiên là Thánh Liên Nghịch Chuyển Thuật, có thể đem thương thế sau khi bản thân bị công kích chuyển cho kẻ tấn công. Hơn nữa đối thủ lơ đãng sử dụng một tia pháp lực trong thánh liên khống chế phong ấn của nó. Tổ Hồn Chi Thủ, nguyên khí ngưng tụ Tổ Hồn Chi Thủ, đại thủ đi tới chỗ nào nghiền nát hư không, sinh ra không gian vặn vẹo khiến người ta không cách nào chạy trốn. Lạc Phách Kinh Quang có được uy lực cực cao cùng với lực lượng chấn nát thần hồn. Triệu Mục Thần sử dụng với Trung Nguyên tại đại hội cửu vực nhưng bị Trung Nguyên ngăn cản. Nguyên Tử Huyền Võng Thuật, vạn tổ vực nhất đẳng hộ thân thuật, từng ở cửu vực đại hội ngăn trở Trung Nguyên đánh nén. Về nguyên binh thì có Ám Kinh Cổ Long Kích, trên đó có vô số minh văn lóe lên cả cuốn quanh một con thanh long văn, sống động như là thật, tựa như vật sống. Xuất hiện đồng thời trong thiên địa có tiếng long ngâm quanh quẩn, một cỗ uy áp tràn ngập. Về kinh lịch nhân sinh của Triệu Mục Thần, Hỗn Nguyên Thiên vạn tổ vực vạn tổ đại tôn, thân truyền đệ tử Nguyên Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ Bảng đệ nhất, thân mang số mệnh thao thiết. Trong siêu cấp không gian của đại hội cửu vực, cường thế đánh bại Tô Ấu Vi và Vũ Giao liên thủ, triển lộ ra số mệnh thao mệnh của mình, sau đó bị Trung Nguyên đột phá thần phủ cảnh cực hạn đánh bại. Cổ Nguyên Thiên thiết kế thôn phệ Vương Huyền Dương, trở thành đội trưởng của vạn tổ vực, đột phá đến thiên dương cảnh hậu kỳ, nguyên khí nội tình là 38 ức. Sau khi trận chiến với thánh tộc kết thúc, thành công mở ra bốn tấc nguyên anh, ở trên hư không chiến trường chém giết thánh tộc Ngụy Pháp Vực cường giả, được xưng là một trong Hỗn Nguyên Thiên tam kiệt thôn phệ chi tử. Nguyên anh nhập chín tấc. Ở Thạch Long Bí Cảnh bị Thái Hiên đánh vào trong lòng đất, sau đó do Trung Nguyên đánh tan hai đạo tổ long hồn tụy, luyện hóa bước vào pháp vực cảnh, nội tình nguyên khí vượt xa pháp vực đệ nhất cảnh bình thường. Thương Huyền Thiên biến sau khi kết thúc nhập Quy Khư Thần Điện tu luyện, đã bước vào pháp vực cảnh đỉnh phong. Vào Quy Khư Sơn lịch lãm, trong lúc sinh tử lịch lãm sông núi thành công, cảm ngộ ý của thánh giả, bước vào thánh giả nhất tiên cảnh, được Quy Khư Thần Điện phái đi trợ giúp Thương Huyền Thiên. Sau mấy chục năm thánh thần bị xóa sổ, bước vào chuẩn thành cảnh, tôn làm Thôn Phệ Chi Thần. Ok, trên đây là một số thông tin về Triệu Mục Thần, Thôn Phệ Chi Thần trong Nguyên Tôn mà mình biết. Anh em thấy mình có thiếu điểm gì hay còn thắc mắc ở điểm nào thì hãy để lại xuống phần bình luận cho mình. Clip của mình là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.